Series tìm hiểu về rượu vang trong 60 giây, phần 14, tiếp nối với phần trước. Thay đổi lớn nhất trong hệ thống phân cấp mới này có thể kể tới chính là việc bổ sung khu vực được ghi trên nhãn. Có được điều này chính là vì sự đa dạng về đất đai cũng như vì khí hậu tại đây. Sự bổ sung mới này sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng cũng như hài lòng hơn khi chọn mua rượu vang được làm từ nho trồng tại một vườn nho cụ thể. Đối với nhãn chỉ ghi mỗi Rioja, bạn có thể chắc chắn rằng tất cả các loại rượu vang đều được làm từ nho trồng khắp vùng La Rioja. Tiếp theo là các tiểu vùng cũng sẽ được in trên nhãn. Diện tích lớn nhất là Rioja Oriental, tiếp theo là Rioja Alta và Rioja Alavesa. Hầu hết các cuốn sách về rượu sẽ cho bạn biết rằng Rioja Alta và Rioja Alavesa làm ra những loại rượu ngon nhất, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Trên thực tế, Danny White muốn suggest rằng nếu bạn là người yêu thích những điều đa dạng hơn trong phong cách của giống nho Tempranillo, bạn sẽ thích một vài nhà sản xuất ở Rioja Oriental, ví dụ như Otanong và Baronzelli. Rioja Alta và Rioja Alavesa sẽ có xu hướng mang nhiều hương vị minerality hơn cũng như có phần thanh lịch hơn. Follow và thả tim cho Daily Wine Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé.